Chào mọi người nhé. Thì trong video này thì Cương Bích sẽ giới thiệu mọi người một cái công cụ, đó là chúng ta bỏ con bò vào đây và nó sẽ ra cái xúc xích bên này. Cho mọi người vậy thôi, tức là chúng ta bỏ cái yêu cầu vào đây này và bên này nó sẽ ra cái bài viết. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái bước này, 1 2 3 4 5 6 7. Thì đây mình sẽ thử cho mọi người xem là bỏ vào thì nó sẽ ra cái gì nhé. Bây giờ mình không nói bán bánh mì đi, mà mình nói là bán cháo lòng đi. Combo cháo lòng nhé. Cháo lòng cộng cà phê nhé. Đó. Đó, chúng ta sẽ chờ nó chạy. Cái này là chúng ta đang sử dụng chat GPT nhé, con AI trí tuệ thông minh nhân tạo á, thì mình dùng nó mình thấy rất là hay để cho ứng dụng vào cái công việc kinh doanh online của mình. Đây này, cháo lòng Cương Bích này, được chưa? Cháo lòng cà phê thơm ngon tại Cương Bích Food này, hương vị truyền thống và niềm tin thực sự chém như rồng. Ok, thì làm sao để chúng ta có được cái này nhé? Thì chúng ta sẽ có các bước như sau này. Đầu tiên là chúng ta phải có cái tài khoản ChatGPT đó. Thì cái này chúng ta có thể đăng ký hoặc là mua hoặc như thế nào đó. Thì nếu mọi người khó khăn cái phần này, mọi người cứ liên hệ mình thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Rồi, ở đây nhá, chúng ta sẽ bước thứ hai là chúng ta cần đăng nhập vào cái OpenAI đây nhá. Rồi. Thì ở đây đang mình đang đăng nhập rồi thì mình thoát nha. Đây ví dụ này. Đó. Đó, tiếp tục thôi. Mọi người nhớ nhá là chúng ta đăng nhập này, platform.openai.com này. Đó. Tiếp theo này, chúng ta phải kiểm tra số dư, bởi vì cái này nó sẽ chạy trên API, chúng ta sẽ kiểm tra số dư này. Chúng ta ấn vào đây này, chúng ta ấn vào đây nhé, quản lý tài khoản này. Đó, chúng ta ấn dùng này. Đó, thì ở đây mình nó cho mình là đang 120 đô này. Đó. Ok. Đó. Thì mọi người phải kiểm tra nhé, ở đây nó còn tiền mới được nhé. Thường thường tài khoản mà tạo mới á, nó sẽ cho 5 đô thế này. Còn đây là cái loại tài khoản mà chuyên dụng, do mình thường xuyên sử dụng API ấy, nên mình mua cái loại nó ngưỡng cao hơn, 120 đô. Rồi. Thì nếu mà mọi người mà muốn trải nghiệm thôi thì nhắn tin mình cho, có thể là cho hỗ trợ cho mượn API để trải nghiệm. Ok, bây giờ sau khi chúng ta kiểm tra số dư là còn á, thì chúng ta sẽ đi bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái API ở đây. Chúng ta sẽ lấy API này, chúng ta ấn vào nút đen đen này này. Đó, View API Key này. Chúng ta tạo này. Đó, ví dụ như là con bò xúc xích chẳng hạn. Cái này nó đặt tên gì để nhớ thôi, chả có gì đâu. Đó, và chúng ta copy lại cái này nhé. Ok, đây chúng ta sẽ copy lại một cái dãy như thế này. Đó. Tiếp theo này chúng ta sẽ qua đây để chúng ta sử dụng. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là ở cái bên này của mình thì nó có mấy công cụ như thế này này, chúng ta sẽ phải cài vào và tên của nó là ChatGPT GPT for Sheets and Docs. Thì ở đây mình đang sử dụng cái tính năng là cho cái tài liệu, bởi vì cái thằng này mình thấy nó viết đẹp hơn. Sheet thì chắc là mình sẽ làm ở một video khác. Nhưng mà nó cũng dùng khá là thích. Rồi, ok, chúng ta sẽ sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiện ích mở rộng này. Đó. Cái này thì lúc này là mình cài rồi. Đây, đấy, bây giờ mình xóa rồi mình cài lại nhé. Tiện ích mở rộng này, tải tiện ích mở rộng này. Đó, mình tìm này. GPT này. Đó, đó, tìm đúng nó nhé. Chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng này, GPT for Sheets đây này. Bây giờ nó linh tinh nhiều cái lắm. Đó, chúng ta ấn vào đây. Chúng ta ấn cài đặt.
phép. Rồi tiếp theo đó, chúng ta tắt, chúng ta F5 lại này. Ok, sau đó chúng ta ấn tiện ích mở rộng này đó, chúng ta ấn cài đặt API này đó, rồi chúng ta chép API vào đây. Check xem nó lại chạy nhé. Rồi, chúng ta còn chưa thấy cái bản này nó nhập đúng không? Chúng ta ấn tiện ích mở rộng, ấn chạy nó này. Đó. Được chưa? Đó. Chọn ngôn ngữ, đó, dịch này, đó, viết này, thay đổi phong cách này, chỉnh ngữ pháp này. Cái này mình cũng biết tiếng Anh là gì nhỉ? Rồi ok. Đấy, chúng ta chọn ngôn ngữ này, mình sẽ thử nghiệm nhé. Nói chung là mấy cái này thì chúng ta, nếu mà chúng ta không rành thì chúng ta cứ để vậy thôi. À, tốc độ rồi ngôn ngữ rồi. Rồi. Thằng này là chỉnh cái kiểu như là độ thông minh đó mọi người. Nhưng mà càng cao thì chúng ta càng tốn nhiều tiền nhé. Nó tốn gọi là tốn cái số dư. Rồi chúng ta sẽ thử nhá. Ở đây mình sẽ chọn cái câu đầy đủ hơn này. Nên cái này mình chúng ta chọn càng đầy đủ nhé. À, đấy, thêm chữ ký đó. À, ok. Đó, mình phải vạch vạch như thế này. Đó, được chưa? Cái này nếu mà mọi người viết cho website á thì nó khỏe hơn là định dạng. Lúc đầu mình dùng bên sheet nhưng mà nó mất định dạng. Hoặc là chúng ta dùng ChatGPT nhưng phải chép nó mất khá là mất công. Chờ một chút nó chạy mọi người nhé. Mình sẽ đưa một yêu cầu bài mới nhé. À, này chúng ta viết này. Cứ mình vô địa chỉ tinh hoa cho bánh mì cà phê. À. À. Tùy do chúng ta yêu cầu nhé. Mình thấy thì mọi người càng cung cấp nhiều thông tin á, thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó. Còn nếu mà không thì nó sẽ viết hay thôi. Cho nên nó không tốt về hiệu quả về mặt bán hàng. Cái này là muốn tốt hay hay thì nó sẽ do cái câu lệnh nhé. Này, ví dụ muốn viết một bài website này, cho bánh mì này, combo bánh mì cà phê này, đây tôi muốn thông thêm icon nữa, đó, copy vào cái mới nhé. Đây, mình nói là có khoảng 500 từ đi. Đúng chưa? Đó. Và bánh mì cho website, bánh mì đây, mục tiêu giới thiệu chương trình khuyến mãi cho công nhân quanh khu vực. Chúng ta thêm dữ liệu vào thì cái bài viết nó sẽ tốt hơn. Ok nhá, chúng ta bảo nó viết tiếp này. Viết tiếp nó sẽ tự động viết xuống dưới mọi người nhé. Ta
sẽ chờ một lát nhé, nó mới chạy kịp được. Đây. Đấy. Đây, chào mừng bạn Kích Phút này, Kích Phút tự hào này. Đó. Đây, chúng tôi hiểu rằng này, công nhân luôn có thời gian hạn chế này. Đó. Cái này do này mình đang bị viết nó chèn vào ấy. Thì nếu mà mình yêu cầu nó định dạng này nọ thì nó có hết luôn nhé, tùy cách chúng ta làm, chúng ta gánh câu lệnh thôi. Thì cái ChatGPT thì mình thấy nó khá là hay, tức là có cái câu nói là cái câu trả lời nằm ở câu hỏi á, thì cái này cũng đúng vậy á, nếu mà chúng ta hỏi đúng chúng ta sẽ ra cái bài đúng, chúng ta thêm nhiều yêu cầu định dạng hơn thì nó sẽ tốt hơn nữa. Chúc mọi người ứng dụng ChatGPT thành công nhé. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh của mình nhé. Cơ Bích xin chào tất cả mọi người.